Rồi mến chào các bạn. Nhiều rất là nhiều bạn hỏi cần cẩu. Quên, à thôi, mình quay luôn cái này trước đi. Như cái này thì nó cần mấy khúc em? 3 khúc. 3 khúc. À 1 2 3 khúc. Nó tổng chiều nó được bao nhiêu tấn ha? Maximum nó là cái này nó dài là 7,7 mét nè. Maximum là 2,93. Maximum là 2,93 cho nó là 3 tấn đi ha. Cần dài 7,7 mét. Khá dài chứ ha. Rồi nguyên bộ này là nó hàng 7 nội địa Nhật hả? Đúng rồi. Nhập zin luôn. À. Đó, cuộn cáp đồ này nọ còn ok không em? Cáp luôn. Okay. Cáp zin luôn hả? À. Nếu như cái này thì theo như mình thì cái này thợ nó làm thì nó ấy ha. Nhưng mà bao hoạt động đúng không? Đúng rồi. Bao ok. Như cái này thì mình bán bao nhiêu tiền? 105 triệu. 105 triệu. À. Cái này nó chiều dài nó đi ra là được 4m3. Dữ vậy. Ra 3 khúc luôn à? Không, ra 1 khúc thôi. Một khúc. Ra 1 khúc. Mình kéo mình cái cữ mình để tới đâu thì mình để thôi. À. Thì đúng rồi, ý là nói cái cữ đây nè, nó nè, từ đây nè. 4,3 mét maximum. Rồi đầy đủ phụ kiện không? Đầy đủ. Không thiếu gì đúng không? Đúng rồi. Rồi còn đây một con nữa. Con này là Super Z300. Con kia là model gì ta? Tanada. Tadano luôn. À, con này thì cần ra dài 9 mét à? 9 mét mấy đây không biết. 9 mét mấy mà 4 khúc à? 4 khúc 9 mét mấy. Trọng lượng của nó cũng 3 tấn à? 2,93. À 4 khúc nè, cần 4 khúc nè. Coi ra nó ra hết cần thì nó được bao nhiêu tấn? Ra hết cần thì được 1 tấn mấy, 2,93 đó. Không, 2,93 là thu vô hết cần. Ra hết cần. Khoảng nếu mà ra maximum của nó ở chốt vót đầu cần thì nó được 200 mấy chục ký. Mà tính ra cũng quá đạt rồi, đúng không? 5 cần đây đủ phụ kiện không? Cái này thiếu cái bình dầu. Thiếu cái bình dầu hả? Bên kia có cái bình dầu. Thiếu cái bình dầu. Được, cái bình dầu này thì đơn giản mà. Đúng rồi. Lấy bình nào chả bỏ vô được. Này thiếu một bình dầu thôi. Thiếu bình dầu. Như cái này thì mình bán bao nhiêu tiền? 145 triệu. 145 triệu. Con này thì đẹp quá ha. Cần 4 khúc luôn ha. 4 khúc là chân cao. Z300 là 3 tấn đó. Chân cao 1m8. Chân cao 1m8. Này vương cần, nó tính độ của độ vương cần lên. Cái chân này nó đẩy lên để cho cái thùng xe nó chúi xuống sau. Để cho xe nó bò lên. Nó đẩy đúng rồi. Đường chân nó đẩy độ nguyên. 5,6m7. Nó nâng lên thêm hả? Thay vì thùng xe nó bằng đây. Cái thứ này để cái thứ này để mà lên mấy đào mấy đồ đó đúng không, lên xe cơ giới á, thùng này nè, cái cẩu này nè, lên xe cơ giới nè, vừa lên cơ giới vừa cẩu hàng được luôn. Rồi ok rồi, vậy đi nha, có gì thì cứ gặp trực tiếp ông chủ qua số điện thoại mình bỏ trong phần mô tả video các bạn nha. Rồi mến chào các bạn.